sau vòng sơ khảo khu vực miền Nam được tổ chức hoành tráng và thu hút nhiều sự chú ý vào cuối tuần vừa qua, những thí sinh nổi bật nhất đến tham dự tuyển sinh Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu HHBSVTK 2019 đã được hé lộ. Ngoài ra, ban tổ chức cũng công bố thêm giải thưởng hấp dẫn dành cho tân hoa hậu bên cạnh những giải thưởng vô cùng giá trị đã được thông tin trước đó. Chính thức khởi động vào tháng 1 năm 2019, HHBSVTK vinh dự là phát súng mở đầu cho các cuộc thi nhan sắc trong năm 2019. Với sự đầu tư đầy quy mô và nguồn tài chính cực khủng, cuộc thi đã thu hút hàng ngàn hồ sơ dự tuyển. Buổi sơ khảo khu vực phía Nam diễn ra vào cuối tuần vừa qua đã ghi nhận sự đổ bộ của nhiều nhan sắc xinh đẹp. Bên cạnh đó, sự xuất hiện vô cùng lộng lẫy và rạng ngời của Á hậu quốc tế 2015 Thúy Vân và cựu người mẫu nổi tiếng Thúy Hạnh trong vai trò giám khảo cùng với nhiều tên tuổi giám khảo kỳ cựu của những cuộc thi nhan sắc lớn, chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, chuyên gia nhân chất học Vũ Thị Thu Hương và biên đạo múa Trần Ly Ly, cũng khiến khán giả thêm phần trông chờ và thích thú. Kết thúc 2 ngày sơ khảo, những cái tên dưới đây đã thu hút sự quan tâm của công chúng bởi ngoại hình và trí tuệ nổi bật. Nhận được đánh giá cao từ dàn giám khảo kỳ cựu, uy tín trong các lĩnh vực. Số báo danh SBG 103 thí sinh Trần Thị Thu Trang. Trần Thị Thu Trang, hay còn gọi là Kỳ Có Trang, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại buổi sơ khảo với hình ảnh hoàn toàn lột xác, nữ tính và nền nã. Thu Trang gây ấn tượng trước ban giám khảo bởi câu chuyện cá nhân đầy xúc động, đồng thời ghi điểm bởi giọng ca vô cùng mượt mà. Chuyên nghiệp. Lớn tuổi nhất cuộc thi, tuy nhiên đó cũng là lợi thế về bề dày kinh nghiệm sẽ giúp Thu Trang trở nên nổi bật. SBG 250 Nguyễn Thị Thúy Nga. Thí sinh Thúy Nga sở hữu vóc dáng thướt tha với những đường cong chuẩn mực, dễ dàng tỏa sáng khi diện bất kỳ trang phục nào. Sự ấn tượng về ngoại hình là yếu tố khiến Thúy Nga được đánh giá cao và trở nên nổi bật. SBG 140 Võ Thị Thủy Dung. Gương mặt xinh đẹp nàng thơ của NKT Hoàng Minh Hà được dự đoán sẽ tạo nên nhiều thành tích bứt phá tại cuộc thi. Thủy Dung sở hữu nhan sắc rạng ngời cùng thần thái tươi tắn. Hơn hết là trái tim ấm áp chạm đến cảm xúc của ban giám khảo khi nói về vấn nạn bạo hành trẻ em đang nhức nhối trong xã hội. SBG 133 Trần Như Phương. Khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười rạng rỡ là yếu tố giúp Như Phương tỏa sáng trước ban giám khảo. Cô nàng cũng ghi điểm bởi tài năng ca hát và vũ đạo trong phần thi phỏng vấn. SBG 122 Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết. Dừng chân sớm tại một cuộc thi nhan sắc lớn vào năm 2015. Nguyễn Quỳnh Ánh Tuyết sau hơn 3 năm chờ đợi và rèn luyện đã chọn HHBSVTK 2019 để quay trở lại với đầy đủ sự tự tin và bản lĩnh của cô gái đôi mươi. Đam mê và khát khao của thí sinh này đã thuyết phục ban giám khảo khó tính, giúp cô có thêm động lực và nhiệt huyết trong 2 ngày sơ khảo vừa qua. SBG 121 Trần Thị Thanh Tâm. Sở hữu vóc dáng cao ráo cùng gương mặt khả ái, thí sinh Trần Thị Thanh Tâm gây ấn tượng với ban giám khảo khi có sự chuẩn bị chỉn chu trong màn xuất hiện tại vòng sơ khảo. Trước khi tham gia đấu trường nhan sắc lớn tại HHBSVTK 2019, Thanh Tâm từng học ngành Y, sau chuyển qua chuyên ngành ngôn ngữ Anh. SBG 117 Đoàn Tường Linh. Nữ sinh 18 tuổi đến từ Đà Lạt nổi bật giữa trăm hoa trăm sắc bởi vóc dáng và thân hình chuẩn. Cô ghi điểm với ban giám khảo bởi khả năng trình diễn tự tin, chuyên nghiệp và niềm đam mê cháy bỏng sẽ chạm tay đến ngôi vị cao nhất ở một cuộc thi hoa hậu. SBG 116 Nguyễn Thị Minh Tuyền. Khuôn mặt thanh tú, nữ tính là điều khiến Nguyễn Thị Minh Tuyền thu hút người đối diện. Không chỉ vậy, tính cách hiện đại, năng động của tuổi trẻ khiến cô hoàn toàn nổi bật khi tham gia cuộc thi lớn. Nữ thí sinh này còn có khả năng nhảy múa điêu luyện. Không ngại trình diễn tài năng của mình trước một bậc thầy về vũ đạo giám khảo Trần Ly Ly. SBG 108 Võ Phương Thảo Nguyên. Thảo Nguyên gây ấn tượng bởi loạt trang phục được chuẩn bị kỳ công mỗi lần xuất hiện đến từ sự hỗ trợ của chị gái. Cô gái tiếp viên hàng không quyết định đến với HHBSVTK 2019 vì muốn ghi lại một mốc son rực rỡ cho những năm tháng tuổi trẻ của mình. SBG 128 Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Nguyễn Thị Mỹ Tiên sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm với khuôn mặt phúc hậu, tạo nhiều thiện cảm cho người đối diện. Sự nên nã của thí sinh càng được tôn lên trong trang phục áo dài truyền thống. SBG 132 Tạ Phương Hiền. Dù ở tận Hải Phòng nhưng trước những sự đổi mới thú vị và hấp dẫn của HHBSVTK 2019, Phương Hiền không thể chờ đến ngày sơ khảo khu vực miền Bắc mà đã bay vào thành phố Hồ Chí Minh để được thể hiện bản thân và tỏa sáng trước ban giám khảo. Vừa tròn 18 tuổi, Phương Hiền sở hữu nhan sắc ngọc nữ vô cùng trong sáng, rạng rỡ cùng thần thái đúng chuẩn một hoa hậu. Được dự đoán sẽ là một ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Không chỉ hé lộ những viên ngọc sáng tại khu vực miền Nam, ban tổ chức cuộc thi tiếp tục tiết lộ giải thưởng hoành tráng dành cho tân hoa hậu, bên cạnh hàng loạt giải thưởng khủng đã được ấn định trước đó.
Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi năm nay lên đến 7 tỷ đồng. Trong đó, riêng giải thưởng dành cho người đẹp đạt ngôi vị hoa hậu sẽ chạm mức 2 tỷ. Bao gồm 500 triệu đồng tiền mặt và các hiện vật có giá trị tương đương 1,5 tỷ đồng. Đặc biệt, top 10 thí sinh Trung Quốc sẽ nhận phần thưởng trị giá 250 triệu đồng. Không chỉ vậy, các thí sinh lọt vào top xuất sắc tại các vòng bán kết khu vực và chung kết đều được tặng nhiều phần quà giá trị. Thêm vào đó, cô gái may mắn chạm tay đến danh hiệu HHBSVTKR 2019 sẽ trở thành đại sứ thương hiệu cho tập đoàn FLC và hãng hàng không bảng Buenos. Được miễn phí các chuyến bay của hãng và trải nghiệm các khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn trong thời gian đương nhiệm 2 năm. Bên cạnh giải thưởng hoành tráng, một trong những điểm tạo nên cơn sốt của HHBSVTKR 2019 là sự hợp tác với công ty Multimedia GSK, đơn vị sản xuất với các chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng, để tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới, phiên bản HHBSVTKR truyền hình thực tế. Sau hai vòng sơ tuyển ở hai khu vực Nam Bắc, những tập truyền hình thực tế đầu tiên của HHBSVTKR 2019 sẽ được ghi hình tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Sầm Sơn Thanh Hóa và Quy Nhơn Bình Định. Hạ Long Quảng Ninh. Chương trình HHBSVTKR 2019 dự kiến sẽ được phát sóng trên kênh VTV6 từ tháng 3 năm 2019 với tổng cộng 11 tập truyền hình thực tế. Bao gồm 2 đêm bán kết trực tiếp tại Sầm Sơn và Quy Nhơn, cũng không một đêm chung kết truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 đài tờ HVN từ quần thể du lịch FLC Hạ Long Quảng Ninh vào cuối tháng 5 năm 2019. Vòng sơ khảo miền Bắc của HHBSVTKR 2019 sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 21 ngày 22 tháng 1 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị và Tiệc cưới chống đồng vé lịch Trần Đăng Ninh, Hà Nội. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các thí sinh không thể thu xếp thời gian tham gia hai buổi sơ khảo này, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức sơ tuyển vào những tuần kế tiếp và sẽ có thông báo liên tục trên fanpage của cuộc thi. Với những công bố mới nhất về giải thưởng cùng sự bùng nổ của buổi sơ tuyển ở khu vực miền Nam, buổi sơ tuyển của HHBSVTKR 2019 tại Hà Nội hứa hẹn sẽ thu hút nhiều gương mặt nổi bật, xinh đẹp tham gia tìm kiếm cơ hội tỏa sáng và sẽ trở thành tâm điểm truyền thông vào những ngày cuối tháng 1 sắp tới. Sau khi kết thúc sơ tuyển hai miền, danh sách các thí sinh bước tiếp vào bán kết sẽ được ban tổ chức công bố vào đầu tháng 3 năm 2019.